Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lớp Bất Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Rồi, hôm nay mời các bạn trở lại với bộ thủ ha. Nhưng mà lần này mình sẽ thủ kiểu khác. Không phải là dùng sức thủ ở cấp độ cao nữa mà mình sẽ thủ có chiến thuật. Tức là phòng ngự và chiến lược ấy. Rồi, đây, lâu rồi không chơi kiểu này, giờ để chơi kiểu này cho vui. Cũng không cần chuyển công thành thủ, ấy thủ thành công nha các bạn. Mình cứ đánh theo kiểu bình thường thôi. Rồi, để ánh bắn cũng hơi đau lên thôi, dùng Kabayoko trưởng đi. Ghét cái con này lắm, nó bắn lũng giáp mình không à. Rồi, tỏ ra nguy hiểm nữa đi. Này thì... No. Rồi, hai. Từ từ, chưa tới lúc dùng lá này để dành cho con Shogun. Chủ lực của phần này sẽ là con Shogun các bạn nhé. Trời. Thủ kiểu này vẫn sợ con này các bạn. Nhờ hai. Nhập ma tâm pháp, lần này mình lấy lại lá nhập ma tâm pháp, có bạn nói thích coi mình chơi con này. Rồi được thì lại nhập ma tâm pháp tiếp nào. Hết bắn, cái này là hai lượng nó mới chết. Take this. Cái gì đây? Trời ơi, mặt nào bộ lực. Thôi kệ nó cho anh đeo đi, anh mỗi lần anh mất ngàn máu mình thủ mà có mất gì đâu. No. Ok. Đây, lấy con này ra luôn. Cứ lấy con Shogun ra làm gì. À, con mà cũng có lấy được đâu. Con đã thủ 2.500 công 1.550 mà. Mình có làm được gì ảnh đâu. Rồi xong. Cái lá này cứ để đây từ từ không gấp. Đây. Hôm qua là có con này chẳng qua để effect ra cho nhiều. Có gì mình dễ đè thôi. Như là bài mình mau hết. Mình cầm 52 lá trong tay nhiều. Thường ít khi nào hết bài lắm. Trừ khi bị kéo bài thôi. Take this. Gì đây? No. Ồ, đè luôn. Lợi hại. Con gì đấy? Tiêu nhập ma tâm pháp của mình rồi. Trời. À, cái này thì không cho được rồi. Phá. Rồi bị nhập. Cũng không sao. Phát lấy con gác là xài tiếp. Để coi coi lấy con gì ta. Lấy tiếp con này ra chơi. Con này để nó sống lâu lâu một tí, mỗi lần nó trừ ảnh ngàn máu, ngon cơ. À rồi, cái này hay rồi. Lần này coi như chưa gì ảnh đi 3.000 rồi. Con này kích hoạt cái nổ mất 2.000, cái mặt nạ nó trừ thêm 2.000, thêm 1.000 nữa. Tất nhiên là ảnh có thể bỏ cái mặt nạ này, nhưng mà thường thì ai chả bao giờ nó chịu bỏ. Rồi, thường vô 1.500 thì không nhiều mà cũng không sao. Nhập vô cứ về hoài ảnh không phá được phòng tuyến của mình đâu. Muốn phá anh phải bào từng miếng. Rồi 1.000 đây, mình còn nhiều con có effect lắm. Đó, đúng rồi, tất cả những lá bài mình đem vô đây đều có effect cả. Có gì dở con này lên cái thôi là ảnh xỉu liền. Hai con này đều có effect nè. Dở một cái thôi là ảnh đi mấy ngàn máu rồi chứ ít. Nhưng mà thôi mình không chơi tới mức đó. No. 1.500. Rồi cho ảnh tự trừ ảnh thêm xíu là 1.000. Mình tự dở là mình chơi được không ta? Rồi để coi trừ ảnh được nhiêu. 2.000. Cái lá này rất lợi hại các bạn. Đụng mình nhiều bài
ảnh với mình đều thuộc cái lại cái dạng mà thích xài phát nữa. À, phòng ngự kiểu này nó hiệu quả hơn cái phòng ngự kiểu co mình lại kia các bạn. Giống như trên tuần qua đó các bạn phòng ngự mà các bạn co cụm lại thì về cơ bản thấy mình mạnh, nhưng mà rất là bị động. Bỏ vừa các bạn phòng ngự theo kiểu mà giống như mình hay phòng ngự đó, cho kỵ binh đánh móc phía sau coi như là phòng ngự chiến lược đó, thì rất là hiệu quả. Trời, giật ngay cái lá đó của mình không cho mình kéo bài ha. Rồi, lợi hại, nhưng mà cũng không lợi hại lắm, lợi hại mức độ thường thường thôi. Phá thế. Hả, lá gì đây? Oh. Hay, hảo. Mì hảo. Ăn xong lâu lâu vẫn còn thấy hảo. Maric thì thường không dám giữ. Rồi bắn đi anh, văng vô. Văng vô rồi lại văng ra. Con này nó cố tình nó cho hồi 50 để không lấy con ba mắt hoặc là con phù thủy đừng đang gọi nó ra được nè. Mấy bên nhà số có tính rồi. Rồi đây đè liền. Con này mặc định nó nằm ngang nha các bạn, không có nào dựng nó lại được đâu. Rồi xong. Vụ đây nó bắn luôn. Ảnh văng vô rồi mình được lợi mà tội gì không chủ động. Đó đó, chúng ta biến hóa giữa công và thủ nó linh hoạt kiểu này ai điên đầu luôn. Rồi xong. Võ nghệ của mình là biến hóa khôn lường. Đối phương dùng xà quyền, người ta dùng ưng trảo thôi. Văng vô. Rồi, có lá này nó nằm thì có Marufor, mình cũng không sợ, con này nó chống được Marufor. Rồi, đây. Chơi. Mặc dù bắn được có 1550 thôi, nhưng mà thêm cái thiết thủ giáp vô thì nó lại là chuyện khác. Nó là thuộc tính âm nữa, mình cũng đỡ lo. Thuộc tính âm thì coi như là có ảnh có quăng cái sân ra thì mình thủ được 2001. Mà lực công mình lên 2050 thì mình cũng trả lỗ. Ảnh bắn con này thì ảnh lại bị trừ máu. Phòng thủ của em mới đúng là phòng thủ nè các bạn. Rồi thử ảnh với mình mỗi người 500, mình gọi ra thêm 2 con nữa. Rồi đây. Sao sợ chưa? Gì đây? Võ nghệ cao cường. Đây. Con này của anh có effect, 4 con này của mình đều có effect. Cái này là cái lá kia chỉ được cầm theo đúng một lá thôi, cho nên là không thể nào mà chơi hàng loạt được. Mình chỉ cần sổ được lá nó ra trong trường hợp này là thấy ngon cơm rồi. Rồi, nhảy. Rồi, ok, sức mạnh của hàng Trung Quốc là lợi hại rồi, em biết. Vấn đề là nhái được cái chỉ số này đâu có nhái được cái effect đâu. Hai. Này thì võ nhái hả chú em? Nhái này. Thử. Nhập ba tâm pháp à, cứ để đó dùng sau. Rồi đây, một con này ngẩng lên là đủ rồi, bắn gì đây? Ô lợi hại. Rồi hủy, bây giờ không bắn được, không bắn được thì dùng nhập ma tâm pháp vậy. Gì đây? Ô bằng nào bạo lực. Chà, Maric say sắp thua rồi, quýnh dữ quá. Thôi, hôm nay chơi về đúng mới hấp dẫn rồi. Thử
anh ơi bắn con này là anh ảnh mình mất máu, ảnh mất máu mà ảnh mất có 500 mà mình mất nhiều. Chịu rồi, giờ mới phá được cái lá này được, không thôi mình không yên đâu các bạn. Rồi xong. Rồi xong. Con này kết thúc luôn. Sức mạnh của Shogun. Rồi, no. Vô. Cái con chưa khắc chế hệ chiến binh. Rồi lấy được rồng thần về đội rồi các bạn. Ôi cái này là thành công lớn rồi, để chụp hình lưu lại khoảnh khắc này cái. Tính chụp cái bộ bài của mình, nhưng mà thôi trường hợp này nên lấy cái hình này ngon hơn. Ôi vậy là bản Maric là có con rồng này nha, không những cái phải cài cái bản Chaos Reborn như mới có con này đâu. Rồi vậy là mình đã thu được phục được thần ra rồi, là mình sẽ lấy được con Slipper này nha các bạn. Vậy là xác định là chúng ta cho bản Maric là chúng ta có 3 vị thần, bao gồm là thần Ra, thần Obelisk và thần Slipper. Mình chả biết đọc sao, mình đọc đại thôi chứ có đúng hay sai các bạn thông cảm mình nha. Đây. À, đứng đầu trong đám rồng là con này. Ủa mà con này nó là không tính là rồng mà nó lại là tính là beast. Ơi vậy đứng này, con này đứng đầu hay mãnh thú nha các bạn. Vậy là kìa mình nói nhầm, nó không phải là rồng, nó là mãnh thú. Khoan vậy cho mình vô xem nha. Mình đã có thần Ra và thần này rồi. À con này tính là rồng, ở đây nó ghi là mãnh, đây nó ghi là mãnh thú cái gì, con gì như là mãnh thú vinh hồ, mãnh thú hào quang gì đó mình chả biết, mà mãnh thú thiên thể, mãnh thú gì đó, nhưng mà thiên không vậy mình chả hiểu. Nhưng mà ở đây là nó tính con này là rồng rồi. Ok vậy là một con rồng, một con chim và một con quỷ. Rồi ok vậy giờ đón được thằng Obelisk về đội nữa là coi như là thành công. Cái con này là chơi theo kiểu level up thì mình cũng chịu, mình ở đây mình có con level 4 rồi, muốn gọi con level 8 này ra cũng được, mà nhìn nó không hấp dẫn, với mình ghét mấy con level up lắm, gì khó dùng. Qua bản Legacy dùng ngon, với bên này muốn ra hình như hơi khó thì phải. Rồi ok vô chiến tiếp nào. Rồi từ từ muốn mình che bộ rồng sao. Vậy là nhớ tên rồi các bạn, thần Ra, thần Slipper và thần Obelisk. Obelisk chứ là một chữ L, giày thì hơi lỗ nhưng không sao. Con này ra trước đi. Rồi hai con kháng phép ra cùng lúc thì không phải là thử sách. Mình có cái lá bài miễn đình chiến đó, đừng để đấu là cái bộ dịch bài của ảnh được lắm nhé. Tại bộ bài đó của ảnh toàn mấy con có effect không. Con này thì thôi cứ cho ảnh dùng đi. Ra giày thì mình hơi lỗ. Con này nó nằm đây mình vừa mình để phép được có một con ra. 500. Mình chưa muốn dùng thôi. Cho ảnh đốt nhà một tí. Đây. Rồi con này xuống. Hai cái đó bài nãy mình lấy được ngoài thần Slipper ra thì mình gọi là thần bầu trời đi ha cho dễ. Thì cái lá kia là cái lá chiến binh, con lá đó quăng ra tất cả chiến binh là chết hết. Rồi giờ mới dùng là mà không biết anh còn lá phép nào khác không. Rồi vậy là không có. Biết vậy để lá này xuống rồi. Rồi không lấy được nhiều máu lắm nhưng cũng được. Rồi thêm 200 nữa, tất nhiên là ra tiếp rồi. Thấy chứ bài mình tuột lẹ lắm các bạn, mình này phát nhiều mà.
À, có trap hồn đây ngon rồi. Đây. Với đây là Maric, cái lá huyết hoa của phong bạo của anh là hệ trap nha các bạn. À anh bỏ ra Kiki à. Anh bỏ ra Kiki thì mình trả lỗ. Tại nếu mà tính ra thì ra Kiki ngon hơn lá này. Mình trả lỗ rồi, mặc dù nó đúng ra hai con đó là hai cái lá bài mà thuộc diện ngang hàng với nhau á. Nhưng mà tính theo cái tính thực dụng thì cái lá nó ra Kiki mạnh hơn. Thành ra mất ra Kiki, ảnh mất ra Kiki, mình mất cái collection thì mình lợi hơn ảnh. Rồi 500. Thử. Giờ mà ra lá C5 là ảnh mệt đấy. Con này thì nó không có effect nè thì đỡ cho ảnh. Nhưng mà ở đây tính ra có 5 con có effect rồi. Tính con của ảnh luôn. 5 con thì 5 con có effect thì tức là 2.500 rồi. Nó kéo một cái là không còn miếng máu nào luôn. Ra con này tính dọa ma mình á, xuống hố đi anh. Này thì quỷ huyền thoại á. Huyền với trả thoại. Hạ. Rồi thôi coi như là nãy mình cũng không lãng phí cái lá này. Nếu mà tráo lại thì cũng được thôi, tại giờ anh không còn bài ở đây nữa. Nếu mà nãy mình đúp lá này trước, lá kia sau thì lợi hơn. Rồi xong băng, Điệp Viên còn đứng vững. Rồi xong, ok. No. Chả biết là lá gì, cho lá này nó biến cái đã. À, tra tấn, nguy hiểm đấy. Rồi thủ tiếp. Thấy hai bên giờ đều phải thủ. Anh để một con này ở trạng thái công thôi. Rồi khoan, con này để đây, từ từ có gì bắt về mình đè. Rồi gọi thằng Ra ra đây. Rồi con này tốt thôi. Lấy cái bình ra mình chơi. Ồ, xuống hố ngay. Gì chứ mình cứ xài trap hole là đúng chuẩn. Nói chung là đặt trên kênh mình là hầu như bộ nào cũng sẽ có trap hole các bạn nhé, thông cảm. Mình cực kỳ thích cái lá này. Rồi. Ây da. Rồi. Kiên thủ đi các bạn. Rồi đây. Mình có mấy lá này ở đây rồi, cứ bình tĩnh. Ảnh ra thằng Ra giờ mình bắt về cũng còn được mà. Rồi, hai lá không biết hai lá gì đây nhưng mà ảnh cũng sẽ được lợi nha. Bây giờ ảnh đang cái thế anh không có bài nè, mình kéo giùm ảnh hai lá này xuống rồi ảnh cho 5 lá nhiều khi ra được 3-4 lá gì ở đây chứ ít đổi gì đâu. Trời, thủ nữa. Rồi ảnh thủ nữa, ảnh dở. Dở, dở, dở. Trời. No. Điểm thủ mà lên cái này Super Cool cũng phá không được. Muốn phá con này là phải dùng tới thần ra hoặc là rồng trắng mắt xanh trong trường hợp này. Có vài con như 2.900 đồ nữa đó, nhưng mà mấy con đó thì thấy AI nó không có xài. Rồi xong.
mình dở cái này lên cái nữa là mình thắng luôn. À thôi, xin lỗi ông anh nha. Tinh chiến chi thuật. Rồi, no. Quan trọng là mình lấy cái con có effect thôi. Rồi, nó đang nguy hiểm đi anh. Kéo dò thành công. Trường hợp này thì sẽ để cái gì vậy? Mình kéo cái máy khoan của ảnh xuống hố rồi. Gọi hết tập quan cắt nhà mình. Take this. Gì đây? Rút bài à? Chưởng luôn. Rồi, hai đáp đáp. Quăng ra. Phá thế. Huyết hoa của phong bạo, biết lắm mà. Đáng lẽ là phải thêm cái lá gia tăng sức phòng thủ lên nữa đó mà mình không thèm đấy. Thử dằn vô. Mình hơi lỗ nhưng mà cũng không sao. Chà, nguy hiểm của chúng ta. Có bạn vừa nhắn tin cái gì cho mình nữa đó. Nhưng mà từ từ để lát mình ra mình coi sao. Bắn. No. À rồi, ok, tụi tương lớn gặp nhau các bạn. Rồi, à, vậy bấm lên coi luôn trong lượt đi của ảnh. Gì đây? À, chịu bị ảnh bắn một cái vậy. À, hôm qua có bạn nói mình về cái vụ full cạc thôi. À, để coi nè, bạn này là bạn chính. À, gì đây, Đặng Văn Chính nè, Đặng Văn Chính. Thì bạn này hỏi mình cái vụ làm sao để có full cạc thì mình trả lời là cái nói chung là cái phần cho cái bạn mấy cái bản mod này là nó có cái phần unlock on cạc, thành ra là cũng không cần phải khó khăn trong cái việc mà mình full cạc đâu. Nhưng mà đây là full cạc này là full ở trong cái ba bản gốc thôi, còn mấy cái bản mở rộng bản mod này là chúng ta phải tự unlock các bạn. Nếu như là chúng ta muốn có một khởi đầu tốt để chúng chơi cái bản này thì chúng ta bật cái đó lên để chúng ta đỡ cực thôi. Rồi. Chứ ví dụ như các bạn vô chơi mấy cái bản này mà các bạn mới có bài, mấy cái bài cơ bản thì chơi khó lắm. Rồi. Mình nói cái đó nhiều lần, thậm chí mình làm cho các bạn coi rồi. Nói chung là các bạn cứ theo đó là thực hiện thôi. Đây, mình phá được huyết hoa của phong bạo của ảnh rồi, không cần phải lo nữa. Lá này hay quá. Mém tí nữa mất cả đống máu. Rồi, qua lượt. Dáng này anh chia bài, anh chia kiểu gì mình cũng không biết luôn. Mình nhiều hơn ảnh 10 lá nhưng mà tại effect mình nhiều, mình nao hết bài lắm. Thủ nữa. À, con sâu hay quá. Kéo bài ảnh nè. Để theo con này đề phòng bộ kéo bài của ảnh thôi. Hà hồ cái gì? Xuống hố. Trời. Cái này thì không được, ảnh kéo bài mình là mệt lắm. Chưa kể anh có thể đè con này anh ra summon nữa là mình chết đấy. Này thì thay đồng thay lòng đổi dạ hả, đâu có dễ vậy. No. Rồi.
Anh Dũng anh bắt đầu chơi tập tiếp theo của Final Fantasy 7 rồi nè. À, đợi bữa giờ luôn á. Anh như ảnh chơi tuần trước ảnh chơi tới chỗ đó, cứu một lúc phi phải. Mình thì không muốn tự coi trước cho nên là mình đợi anh chơi rồi mình coi thôi. Nói chung là anh Dũng CT hầu như anh chơi game nào cũng thành game hài cả, từ Yakuza cho tới Final Fantasy là mấy game kinh dị cũng vậy. Như là mình là một fan của Dũng CT mà các bạn. Ấy trời. Cái fan này lỗ rồi. Thôi cũng sao. Bất quá thì úp cái lá này xuống chơi tiếp gì đâu sợ. Đây. Mình không thèm lấy cái bình kia ra là có lý do nha. Rồi con này xuống trước. Bây giờ mình với ảnh là trên nhau 9 lá à. Không 10 lá vẫn 10 lá. Cái trời à, cũng nghi nghi rồi bởi vì không úp con này xuống. Tè luôn. Wow. Rồi 2000 thì 2000. Sao không sao. Chuyện nhỏ thôi. Bốn lá tráp luôn thì anh bá đạo quá rồi. Bá đạo nhất cái super này rồi, ai đấu lại anh nữa đúng không? Rồi. Như là bá đạo rồi đấy. Nhưng có bá đạo tới đâu thì cũng chỉ ở mức này thôi. Tế cài có 1900 là cũng không hạ được em đâu. No. No. Not bad. Cái lá khí thủ giáp này đôi khi cũng làm phiền mình. Rồi đây. Bắn đi anh. Đó bây giờ cách biệt số lượng bài nó đang giảm rồi đấy. Rồi. Rồi coi như không bị gì. Nhưng mà anh phải chửi mình cái thì cái này nó mới kích hoạt các bạn. Rồi đây. Hai. Có lá này mình phá thế ảnh dễ hơn. Rồi tốt. Vô đi. Phá. Phá đại đi chứ gì biết lá nào à, phá được lá này lại hay quá. Rồi xin luôn. Chà con gì đây. À con hồi máu à. À cũng được con này hệ thủy. Nó ngàn chín mà nó thủy thì nó trả được búp. À, cái này không vui, cái này không vui. Don't make me laugh. Gì đây? Trời. Nó chơi gì ai chơi lại anh nữa, bá đạo quá. No. No. Damn you. Rồi con này ra rồi, hai. No. No. Not bad. Damn you. Ủa sao lại bắn con này? Thằng nháo hả anh? Bắn tự hủy lá này của mình luôn. Rồi. Thôi. You're merely postponing the inevitable. Mày con tí. Rồi đây. Khoan hãy dùng cái lá đó dành cho con Sugin. No. Is that all you have? Biết ngay là có chiêu mà. Rồi vậy thì gắn nó vô. Tính cả rồi ông anh ạ. À. Gắn vô sớm anh không xài đâu. Is that all you have? Rồi xong. Có dám bắn lá này không? Ngàn máu thì ngàn. Take this. Gì đây? Đóng cửa đốt nhà. Được lắm. Not bad. Take this. Gì nữa? Trời. You should never come. Chơi luôn. Chà. Lợi hại. Take this. Wow.
đúng là cũng hổ báo cáo chồn đấy. Dính rồi, từ từ, không sao, án binh bất động, kiên thủ không đánh. Phá thế. Mình nhìn máu rồi, tao không giống như tập trước đâu, không nhìn máu mà chơi cái này. Vô tình tự tử. Đối phương thì còn đứng vậy được, mình không đứng nổi mình thua luôn. Rồi còn 600, sao có gì con này nó cộng vô mình đỡ. Rồi còn 2600. Bắn đi. Hay lắm. Rồi thế này thì còn gì phải lo nữa. You're merely postponing the inevitable. Rồi bắn đi anh. Không dễ vậy đâu. Worthless. Tự hủy. Phá thế. Sao ảnh thua rồi. Trời, giờ lá này mới ra. Mình có lá này nữa thì nó cách biệt về số lượng bài, đôi khi nó cũng không đáng đâu. Đó các bạn thấy chưa, bây giờ mình với ảnh cách nhau còn có nhiêu đâu. Cầm 40 lá chắc nãy giờ mình hết bài rồi quá. 21, 18 rồi nè. Vậy tức là mình trên ảnh giờ còn có 3 lá à. Được sao ảnh đút cái thì thôi, coi như trên là 4 lá đi. Cho hai con điệp viên này mỗi con đâm một cái. Rồi vô. Thế thì xong. I can't move, not for you. No. Úi chà, con này nữa hả? Oh, con Sifin các bạn, con này nhìn ghê đấy. Mãnh thú, con này chắc đứng đầu hệ bên mãnh thú rồi. 3.000, 2.500 thế nó mạnh ngang rồi, chắc mắt xanh mà nó còn có cái effect à. Mà chữ nhỏ quá, bạn nào xài con này rồi chỉ giùm mình nha, mình không biết xài con này. Rồi thêm một chú voi bay nữa là coi như đủ 3 con voi bay rồi. Con này thì mình không biết gì về nó luôn, bạn nào xài con này rồi chỉ giùm mình, chứ cái con này mình cũng chả biết nó là cái gì luôn. Biết là nó hệ máy móc rồi, mấy cái effect chữ nhỏ quá không đọc được. Mà nó còn dày nữa mình cũng chả biết điểm công của nó được nhiêu. Có cái gì đâu mà không possible, cứ mỗi lần ổng thua ổng cứ nói cái câu này. Rồi để coi. Thắng thua là chuyện thường tình chứ ông anh ơi, có không khổ không anh. Cái con đó nó được nhiêu đây? Con này biết rồi nè. À, phải có một con đầu kim tự tháp thì mới gọi này ra được hả? Nói chung là trả 500 máu thì gọi được con này ra. À, nói chung là kim tự tháp đi với con nhân sư thì đúng là hạt thiệt á. Một cái con nó tên là đầu kim tự tháp. Ê lộn, phải xin lỗi các bạn, nó tên là kim tự tháp mà của ánh sáng. Xin lỗi, không phải đầu kim tự tháp, mình nhầm, mình cứ nhớ tới cái đầu kim tự tháp bên Silent Hill 2. Thì phải trả 500 máu để gọi con này ra. Ủa sao dễ vậy? À không phải, chắc là cái này đi tới đặc biệt của nó thôi, bình thường nó có thể được gọi ra hay sao ấy. Bình thường là này dạng như nó phải hiến tế thì được gọi ra, còn bình thường nếu có con đó thì chỉ còn tí 500 máu thôi. Chắc vậy, mình đoán thế, mình cũng không biết nữa. Rồi cái con gì trong kinh kinh nó đâu rồi. Nhìn như cái tượng cái con gì ở bên Doraemon mà cái tập mà trở về thời nguyên thủy á. Chiến thắng quỷ Kamat á. Nó ghi kiểu đó, chắc con đó là thuộc cái diện gì nó nằm tuốt dưới này rồi hả? Ở đâu rồi? Con đó nãy hình như là quên coi nó thuộc bộ nào nữa. Chắc không phải dung hợp đâu ha. Giờ bấm vô cái máy móc là biết liền rồi, đúng rồi, nó bên máy móc mà. Mình nhớ cái hệ của nó là được.
Đây, để coi coi máy móc của nó nằm đâu. Ủa, xuống lẹ vậy. À quên, trở về tất cả mới đúng. Quên bấm cái đó thì làm sao nó ra được. Nó không phải là fusion nha các bạn. À đây, máy móc đây. Con nãy đâu rồi? Tại điểm công của nó ghi vậy, khó kiếm. Mình kiếm hay điểm công quen rồi, hoặc là điểm thủ. Ra phải là mình kiếm cái điểm công thôi. Cái con nó nhìn giống như mấy cái tượng đất nung mà từ thời cổ đại ở bên. Cái con này phải đổ để thêm một con nữa nha, mình mới gọi nó ra, mình fusion ra con rồng Cyber Dragon mà fusion được ba con mới đỡ, mới đã. Bản này thì nó được ra trực tiếp luôn nha, không cần phải không cần phải summon nó. Qua bên Legacy thì phải summon, bên này nó ra trực tiếp được. À con này đây rồi, 10 sao, công lực công 4000 nhưng mà điểm thủ bằng 0. Chà, cái effect gì mà dài dữ vậy. Rồi, nói chung là lực công 4000 hướng tới hai con ra được con này. Bây giờ tôi gọi thằng ra ra cho sướng. Gọi con này ra chi điểm cũ bằng 0, tới lúc bị nó lật cái là coi như xong đời. Rồi. Cái đang hứng làm tiếp dán nữa. Lấy bài về xài. Rồi, ok. Sao tôi say mê đa bành. Đa vô được ăn banh. Ảnh 44 mình 52. Dạ em sao say mê đa banh. Đa vô. Dù nắng cháy làn da cùng thôi gót đời ta la 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 la. Quyết chiến quyết thắng. Trời ơi, lại bị khoan cắt bê tông nữa rồi. Biết vậy để con này xuống luôn cho nó xuống hố. Trời, có con nào nó bắn vô đây thì được. Rồi khoan, cho nó bắn trước cái đi. Hết bắn, dằn vô đi anh. Không phải lúc nào cũng phải dở trap hole liền được đâu. Rồi xong. Bị nhập. Này thì máy khoan hả, anh cho chú nổ banh xác luôn. Rồi đây. Đúng là chẳng được mấy khi mà cái con này nó bắn vô quái thường. Bùm lớn. Ở đây này bùm vừa vừa thôi các bạn. Giờ mới cho xuống hố nè. Xuống hố, xuống. Ây da, ở đâu nguy hiểm. Nguy hiểm này, này thì nguy hiểm này. Thì ra là cái hố axit. Cái lá này chống mấy con úp xuống như vậy nè, mà nó bèo hơn cái lá phong ấn ở chỗ là nó không có cái chống cái effect. Nhưng mà có điều nó là trap thì nó khó bị phá hơn là cái lá kia. Lá kia phép nhiều khi quăng ra dây khống chế. Nói chung là tại đối phương ít khi nó dùng lá kháng trap thôi, chứ có trap thì có kháng trap, mà có phép thì có kháng phép thôi. Nhưng mà mình để ý là đa phần là AI nó dùng cái kháng kháng phép không, mà ít khi nào thấy nó dùng cái kháng trap lắm. Thành ra dùng trap ở trong cái game này á ngon hơn dùng cái kháng phép. Rồi dăng vô. Anh lấy được của mình 800 máu, anh bị dăng vô. Mình lấy của anh được 1000 coi như mình lời. Trời. Rồi ra con gì đây? Mày nữa à? Tưởng ra được con hàng chính. Rồi tốt. Ra tiếp.
giá này coi như anh thua. Trời, ra lá này nữa. Phá. Rồi xong. Thật ra ba con này cũng thành 3.000 rồi, mà giờ thì là 3.000, cái này là thành 3.002. Are you trying to make me angry? Có ai làm gì cho anh giận đâu. Phá được cái tường này lại văng vô. Như là phá được bức tường sao phải đem về sửa, vừa mới ra là dính cái con này cho nổ cái cành luôn. Giống như xe tăng vừa sửa xong mừng quá, vừa chạy gắn mình nổ cành luôn. Số xui, số xui. Vừa mới bị bắn bài mất cái tháp pháo, kéo về được nhà máy để sửa. Sửa xong vừa chạy ra chiến trường lại gắn mình nổ. Chung là cái số bị phá hủy rồi các bạn, không chạy đâu thoát được hết. Nhập ma tâm pháp rồi. Ra lá này hơi lỗ, thôi kệ cũng được. Không ra tráp thì thôi cũng không sao. Con này bình thường. Có thể mình giết được cái này, nó bằng cái lá này thì nó sẽ không thể nào mà effect được. Thật ra nó cái effect của con này thì đôi khi làm đối phương tốn máu, nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm. Tại vì nếu mà nó trở lại ngay lượt sau, đôi khi đối phương sẽ summon được nhờ có nó. Quăng ra. Có ăn phép không? Có chứ, có chứ. Rồi quăng ra luôn. Chủ động tấn công. Đây. Chơi. Rồi, chơi. Not bad. Chơi. Is that all you have? Rồi, đã rồi. Vậy tính ra mình có 3 bản mod cũng hay ghê các bạn ha. Đấu với Yugi Chaos Spawn á thì là Yugi dùng thần Cypher. Tức là thần bầu trời. Đấu với Kaiba thì Kaiba dùng thần Obelisk, thần của mấy con quỷ, coi như là thần ở dưới lòng đất đi. Còn anh Marik này thì xài thần ra. Rồi đây. Rồi tự sát luôn, không còn máu cho ảnh nữa. 100 máu chả đáng. Rồi lượt sau ảnh gọi ra nữa thôi. Ảnh mất tới 1.000, mình mất 100. Mặc dù ảnh được gọi là quại quái nhưng mà thôi cũng trả lỗ. Rồi ra đi. Gọi được thằng ra ra em rất mừng. Ủa bà này nhiều thằng ngắt mộ thế. Rồi văng vô. Thằng này giống như là thằng chỉ huy lực lượng ngắt mộ rồi đó các bạn. Mặc dù nhìn nó là giống thằng trinh sát hơn. Có điều nhìn body 6 múi thì chắc chị em cũng mê lắm. Rồi 1.000 máu. Dư máu luôn các bạn. Rồi đây. Từ. Chưa tới lúc dùng cái này đâu. Anh Marik này để ý rồi, anh không có xài cam giúp sành. Anh cũng không đỡ sợ cầm bài anh ta. Với lại anh có xài cái bình này á. Rồi, cũng được thôi. Bị nhập. Trời. Lợi hại, lợi hại. Hổ báo, hổ báo. Chà. Chơi. Phá. No. Thì ra là kéo dò chi thuật à. Anh úp xuống rồi thì con này khả năng coi là con quỷ huyền thoại. Con này hệ thổ cho nên không được con này búp. Rồi bắn đi anh. Quyết định chưa? Rồi đây là quyết định cuối cùng của anh. Rồi xong. Ây da. Ây da. Ây da. Ấy ôi. Ý ẹ.
rồi, vẽ ra con nào đó nghe. À, con này cũng được. Trời ơi, sao mà ra bài gì mà kỳ cục quá chừng là quá đôi. Được rồi, anh làm tàn với ai anh ơi, gom khổ rồi đó, cái nhà anh. Không nhái được người ta, công không thủ công mà tỏ ra rất là nguy hiểm. Trời ơi. Rồi. Đây. Rồi vô đi. Nhìn sao tôi say mê. Ấy xa. Nhớ nhầm. Đó này mới đúng. Coi như mình chống ảnh ra bài phép lượt này đi. Khóa được Marufo của ảnh của mình cũng không lỗ. Xuống hố đi cưng. Mà khoan, chơi luôn đi đừng ngại. Khỏi cho anh này phát luôn. Mình vừa bài mình vừa nhờ phát mà mình vừa chống nó vừa phát. Cái đặc tính của bộ bài này nó là như vậy. À, thủ đi anh, đúng rồi đó. Nên thủ, nên thủ. No. Yeah. Trời. Rồi thôi. Cái bình này là hàng Trung Quốc đó nha anh. Là hàng Trung Quốc, đấu với hàng Trung Quốc. Kéo giò. Chơi phá thẳng vô máu anh luôn. Rồi không có trap phone nữa. Rồi đây. Vô đầu. Are you trying to make me angry? Hơi phí cái lá nãy giờ không có kháng phép ở đây. Úp xuống vậy hơi nguy hiểm. Phá thế. Rồi chịu vậy biết sao giờ. Hồi sinh. Trời. Bỏ coi lên hả. Rồi. Đội mộ sống dậy. Đúng là người gắt mộ có khác. 1600 vừa đủ luôn. Chỉ là thừa ra 1 miếng. Kết thúc cuộc vui. Nước mắt anh rơi. Trời ơi kết thúc. Chiến thắng triệt để. Tiêu diệt thành từng mảnh. No. Tại con này nữa. Cái lá này mà hôm qua hình như mình mới coi bạn vui trò chơi hay là bạn Oscar bạn ấy chơi nè. Cái lá này khá là hay các bạn. Nhưng mà phải cái bộ bài đó thì hầu như mình thấy là hầu như chả có lá bài quái nè, toàn phép trap thôi, nên mình chơi mình hơi ngại. Con rồng tuôn này thì hay rồi không nói, nhưng mà mình thì không thích chơi bộ tuôn lắm. Thêm một con rồng băng, thêm lá này nữa. Cái lá này gắn vào bộ côn trùng nha các bạn. Nó còn 700 nhưng mà đối với bộ côn trùng yếu xìu 700 không thấm đâu đó. Rồi giờ mình có những lá cộng chung rồi, cái lá này chẳng qua để làm cảnh thôi cho nó đẹp thôi. Rồng băng này thì nhiều rồi mà cũng xài tới là được 3 con à. Cái con này bữa xài rồi cũng không thích lắm. Mặc dù cũng thay giờ thắng vài lần được nhờ nó. Rồi ok, một lần nữa mình show bộ bài của mình ra ha. Nhưng mà mình sẽ dùng cái hình nãy mình vừa mới chụp để mình làm cái hình avatar cho cái hay là cái bạn gọi là cái full video gì đó, mình chả biết không phát âm được chữ đó dài quá. Thì đó rồi ok, thì nói chung là tập này vẫn chỉ muốn lấy con này làm chủ đạo thôi, mặc dù phải lúc nào nó cũng được ra, mặc dù mình lấy tới 3 con chắc tại bài nhiều quá. Rồi ok, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Mình là Lâm Bích Hợp. Bye bye.